Hôm nay được nghỉ như này, thả nào mẹ cũng sẽ bắt dọn nhà cho mà xem. Không được, bây giờ mình phải nghĩ cách để làm sao để mình không phải dọn nhà. Trời ơi, nghĩ đi Mai, nghĩ đi Mai. À, đúng rồi, bây giờ chỉ có cách là mình sẽ bảo mình bị ốm thì mình sẽ không phải dọn nhà. Ui, mẹ chỉ mới lên. Mày quay tay. Làm gì giờ này rồi mà vẫn chưa xuống nhà giúp mẹ làm việc nhà hả? Quần áo bày bừa hết ra phòng như này. Nhưng mà con đang bị ốm rồi mẹ. Không muốn dọn nhà đâu. Con sốt rồi này. Cái gì? Lại bị ốm sốt á? Đấy mà, suốt ngày nhịn giảm cân, ăn cơm thì không chịu ăn lúc ốm ra đấy. Bây giờ nằm im rồi đấy. Bây giờ con phải nằm im trên này trong vòng 24 giờ, nhớ chưa? Không được xuống khỏi giường đâu đấy. Nằm im mới cho khỏe đi, mẹ xuống nấu cháo bây giờ. Thôi chết rồi các bạn ạ, đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Nói dối mẹ lại bị sốt, bây giờ mẹ bắt ở trên này tận 24 giờ trên giường liền. Chán dã man, làm gì đấy 24 giờ đây nhá. Đã thế, tí nữa mẹ còn bảo mẹ xuống nấu cháo cho May ăn, bởi vì phải ăn cháo thì mới hạ được sốt. Gậy ông đập lưng ông thật rồi. Chỉ vì là lười làm việc nhà nên thế đây. Bây giờ mày làm gì 24 giờ trên cái giường này, mẹ không cho xuống dưới sàn luôn. Mẹ bắt phải ở trên này 24 giờ ấy, không biết làm gì hết 24 giờ trên này bây giờ. Các bạn tự mà xem, một ngày bạn nằm nguyên trên giường, ngoài cái phim Hàn Quốc ra thì các bạn làm gì? Không biết làm gì luôn. Lên Facebook nói chuyện bạn bè hả? Trời ơi, bây giờ May sẽ làm gì đây? May quá, thật sự là rất là may. Bởi vì là mẹ May không bao giờ cho May ăn nhiều đồ vặt. Vậy nên là lúc nào May cũng phải giấu đồ vặt trong ngăn kéo. Chứ không cả một ngày ăn cháo làm sao mà sống được. Để xem, đợi xem một lúc nữa mẹ mang cháo gì lên. Trời ơi, May thật sự May không hề thích ăn cháo luôn ấy. Ăn cháo nó nóng dã man luôn. Một cái mùa nó đang kiểu sắp đến mùa hè mà ăn cháo nữa. Xong mẹ bắt May là phải đắp chăn kín người cho toát thật nhiều mồ hôi ra thì nó mới nhanh khỏi. Đây ăn cháo đi. Ăn nhiều vào cho khỏe. Vâng, còn bây giờ con sẽ ăn hết bát cháo này để con khỏi à. Cứ giảm cân xong ốm rồi đấy. Mẹ nấu cháo rồi nhá, ăn cháo đi đấy. Ăn hết bát cháo đi đấy. Lại là cháo các bạn ơi, các bạn nhìn bát cháo này. Trời ơi, mày sẽ phải ăn hết cái bát cháo này. Làm thế nào bây giờ đây? Mày không phải thích ăn cháo nào luôn ý. Nó vừa nóng vừa bỏng nữa. Cháo gà các bạn ạ, cũng ngon. Hơi nóng một xíu. Ha, cái thìa xinh không? Thìa hồi xưa của May đấy, bây giờ May vẫn còn. Mẹ May á, biết là May không ăn cháo nhưng mẹ May bảo làm phải cố ăn hết cái bát này, không thì phải ăn được một nửa. Nếu không á là sẽ không khỏi được ốm. Thực sự May có ốm đâu. Nóng ơi, nóng lắm. Không ăn nữa, ăn quá hết, nhớ không chịu nữa. Để dặn các bạn á. Mà May uống một ngày uống tận hết 3 cốc nước lọc này thì mới nhanh hạ sốt được. Thật sự là May không thể nào ăn được cái bát cháo nữa. Để đi vào đây, May cho các bạn xem tủ bí mật để đồ của May như này nhá. Đi vào, đi vào, đi. Bây giờ May sẽ mở cho các bạn xem tủ đồ bí mật của May. Vì mẹ không cho ăn đồ ăn vặt nhiều sẽ bị sợ béo. Không, May có béo đâu, các bạn thấy May béo không? Mặc dù gần đây mẹ tăng 4 cân rồi mà chắc là vẫn không béo đúng không? Vẫn không béo đúng không? Giảm vẫn đẹp đúng không? Đây nè, ở đây nè. Wow. Ui, các bạn thấy chưa? Mặc dù là mẹ không hề xếp gọn gàng cho lắm nhưng mà vẫn lắm đồ ăn vặt ngon mà. Ăn xúc xích. Mày sẽ xúc xích chứ làm sao mà ăn được như kia, ăn nguyên cái bữa cháo thì được. Đúng không các bạn? Trời ơi, ăn xong mà làm gì cho hết được 24. Kéo thế này không thể nào bóc được như này. Lủng răng mất thôi. One hour later. Từ nó gãy răng. Để được một miếng ăn thật là vất vả. Vì không được xuống dưới nhà để lấy kéo.
Ngon quá các bạn ơi. Mấy thì em không thích lắm. Tôi không thích ăn liền, mẹ ăn lại buổi tối. Ngắm cái phim Hàn Quốc, ngắm các oppa, mà lại còn xúc xích để ăn nữa thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không? Các bạn hay comment ở các video hay, các bạn ở May là chơi cái thử cái game Free Fire đi. May đang tập chơi, không là May sẽ khoe các bạn danh của May. Lúc nào May cũng ở trong cái trạng thái là ngắm im giường này. Để biết từ khi nào mẹ phát là May phải ngắm như này. Ốm, dạ ốm như này luôn. Mệt mỏi quá. Toát hết mồ hôi rồi. Tâm đầu. Toát hết mồ hôi rồi. Ê, gấu bông May đem đi giặt hết rồi. Nên là May chỉ còn mỗi mấy con gấu bông này thôi. Ê, đây là một con chó. Đây là không biết chó gì nữa nhưng mà rất là đáng yêu. Ủa nè. Con chó này hình như là May được hình như là đấy là May đi đâu á. Xong rồi bố mẹ May mua cho May. Bố mẹ của May mua cho May con chó này. Để làm kỷ niệm. Chán, các bạn coi phim mà không biết làm gì hết 24 giờ trên cái giường nữa, bạn có trò gì chơi không? Tập thể dục đi, dạo này lười lắm rồi đấy. Ôi, trời ơi, bắt tập cả một quả tạ này á. Thật không vậy? Ôi, nặng quá. Nặng quá. Ôi, nặng quá. Vì nó không tập được đâu. Mà gì cố gắng. Tập tạ như nào mới đúng? Như này hả? Hay như nào? Ôi sương sườn thôi. Người tôi. Đây. Sẽ tập. Đây. Tập tạ như này đúng không? Đau hết cả người. Mấy tập có một tí thôi, không tập được đâu. Trời ơi, ăn có mua cái bát cháo buổi sáng mẹ đưa về một cây xúc xích. Mà bây giờ bạn coi phim bạn bắt May phải tập cả một quả tạ này. Sao cân à? Ủa, 8 cân. Mẹ có giờ không chịu nữa. Đi ngủ trưa tí đã. Đã đến giờ trưa chứ nhỉ. Mẹ cái miệng thôi. Không mẹ lại bảo là làm cái gì mà hò hét trên phòng kinh thế. Không, đi ngủ đã mệt lắm rồi. Thực sự là tập quả tạ xong đúng là muốn sốt rồi đấy. 5 hours later. Mấy giờ rồi? Ui, đã đến chiều tối rồi á. Thế là cả buổi chiều May đã ngủ rồi. Chứ rồi tối nay không biết ngủ kiểu gì đây. Đói quá. Không biết là chiều nay mẹ sẽ bắt ăn gì đây nữa. Đừng bảo là ăn cháo nha. A few moments later. Lại là cháo. Khổ quá, mất rồi chứ mẹ phải ăn cháo như vậy. Sáng nay á, May bỏ gần cả nửa, hơn cả một nửa bát cháo mẹ đã quát. Nên bây giờ mình còn nấu nhiều hơn, bắt ăn hết. Hôm nay mình sẽ ăn nấu hết cả kẹo đi. Trời ơi, bánh kẹo nè, nhiều chưa? May, thế chứ có một cuộn dài nhiều như này cơ mà. Nhìn thấy nhiều chưa? Hơi dính xíu rồi, không dính lắm. Không. Ôi, siêu siêu ngon. Vị cô cao quá, quá hóa. Ăn cái này mới ngon chứ, ăn cháo chẳng có vị gì cả đúng không? Có ạ. Ngon quá. Ai thì con gấu lai đáng yêu không? Nhìn đáng yêu nhở? Đấy, nhìn cái bao bì xinh nhở, trong nó có màu trắng nhìn xinh ơi là xinh á. Kiểu vịt đẹp. Em nào. Ui, nhìn que xịn như ở bên ngoài luôn. Thầy nè, nhìn giống bên ngoài chưa? Ôi dũng hiện bên ngoài. Bình thường May toàn kiểu bị cú lừa. Các bạn mấy hiểu mấy kiểu cú lừa không? Đấy. Nhưng mà đây là giống y hệt luôn nha. Xịn đi. Ăn xem ngon nào. Có gì sữa. Rồi như kiểu có gì á, rắc rắc bên ngoài. Nhiều vụn bánh ý. Ngọt ít được. Ngọt. Bánh quy rất là thơm luôn. Cái bánh này nè, rất là thơm. Ngon mà. Uầy.
có bánh với cả trong biển để ăn. Mình sẽ ăn vị truyền thống trước. Vị này cũng rất ngon. Wow, một cây rong biển siêu dài. Ngon ngon nó thôi. Mặn mặn ngọt ngọt đấy. Ngon lắm, giòn lắm luôn. Ngon cực kỳ luôn. Hai cái này để dành tí nữa làm cây phim rồi ăn. The following day. Hey! Thôi gì đấy? Mấy giờ rồi? Ôi, đã sáng rồi đấy các bạn ơi. Vậy là May đã hoàn thành xong thử thách 24 giờ ở trên giường. Đúng vậy. Để bây giờ phải ra cửa sổ kiểm tra đã. Vậy là May đã hoàn thành xong 24 giờ ở trên giường. Bây giờ May sẽ đi chơi các bạn luôn đấy. Và May đã thực hiện xong 24 giờ trên giường rồi. Nếu bạn đã thấy hay hãy cho May xin một like nhớ chưa. Và bây giờ May sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của May. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. À mà chết quên, nhớ là phải bấm like và bấm nút đăng ký, bấm nút chuông thông báo để phải nhận thật nhiều thông tin về kênh của May Khoai Tây nhớ chưa. Bây giờ thì May đi chơi đây. Bye bye.